Diệp Tiên và Buka xin chào quý vị khán giả của chương trình game show Quán Đổi Cặp Đôi. Buka cảm thấy rất là thích, hào hứng, phấn khởi và rất là nôn nóng để đến tham gia chương trình. Anh muốn thử quán đổi coi thử tạm thời xa em trong vòng mấy tiếng đồng hồ á. Anh thích điều đó. Anh thích điều đó. Em cũng thích quán đổi và em thích đi bên một người khác hơn đi bên anh. Đó, gán thi nha em. Buka mối tình đầu thì chắc là Buka là nụ hôn đầu tiên á. Anh nói xạo quá. Chưa yêu mà đâu ai thèm hôn đâu. Buka chỉ bị cảm soàn thôi chứ chưa bao giờ bị cảm nắng hết á. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu là cảm nắng là như thế nào cả. Lúc đó thấy một cái cô bé học chung trường rất là dễ thương. Thấy bé lúc đó là đi học về xong chạy theo bé. Mà chạy mắt nhắm mắt mở làm sao quẹt xe đụng xe người ta. Ngày hôm đó gặp anh Tiên chạy lại và sổ sàng hỏi một câu rất là vô duyên. Anh ơi, anh con của bác Diệp Lan mà sao bác Diệp Lan cao mà anh lùn như vậy? Hát dở mà hay hát. Anh Tiên tật xấu rồi kể cho tới sáng cũng không hết nữa. Giống ai ta? Tấm cám, giống tấm hay là giống cám, chắc giống tấm đi. Anh Tiên giống Doraemon. Anh chỉ muốn nói một điều với Buka là anh rất là yêu em, rất là thương em. Anh hy vọng rằng là lúc nào anh và em cũng bên cạnh nhau để mà vượt qua mọi khó khăn. Nhất là anh sẽ luôn bên cạnh em để che chở và bảo bọc em. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát đêm đêm là bình minh trời sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm là nhạc khúc êm đềm. Muốn tham gia để coi khi mà hai đứa tách nhau ra để ghép đôi với một người khác thì có ăn ý và hợp ý hay không, để mình còn suy nghĩ lại. Trong đêm thi tiếp theo sẽ là trận công kiền lớn nhất, quyết định đội nào sẽ được xướng tên và vinh danh ở ngôi vị cao nhất. Sẽ là trận quyết chiến hấp dẫn, rất đáng để xem. Một đội mang màu sắc bi kịch và chính kịch, một đội mang màu sắc hài kịch. Hai đội quân hùng mạnh sẽ đối đầu với nhau ra sao? Hãy đón xem đêm truyền hình trực tiếp đêm chung kết xếp hạng Cùng Nhau Tỏa Sáng 2016 lúc 21 giờ thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ bảy ngày 22 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.